chào tất cả mọi người. Tên em là Nguyễn Duy Khoa, học sinh lớp 5A, trường tiểu học Hương Gián. Hôm nay em rất vinh dự khi được tham dự cuộc thi giới thiệu sách trực tuyến năm 2022 với chủ đề Sách và khát vọng cống hiến. Chắc hẳn với mỗi chúng ta, ai ai cũng có một sở thích của riêng mình. Đối với em là được thả mình vào trong thư viện của nhà trường sau giờ học căng thẳng để chọn cho mình một cuốn sách hay và bổ ích. Các bạn ạ, trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin thì văn hóa đọc đang dần mất đi, thì việc đam mê đọc sách của bản thân em sẽ góp phần duy trì hứng thú đọc sách trong em và sẽ lan truyền cảm hứng yêu sách đến tất cả mọi người. Em thiết nghĩ nếu mỗi chúng ta tìm được cho mình một cuốn sách hữu ích thì sẽ làm thay đổi suy nghĩ của bạn, cuộc sống của bạn, và cuốn sách Đạo Làm Con là một tác phẩm như thế. Cha nghĩ mẹ biển trời, sinh nuôi lo lắng suốt đời vì ta. Làm con yêu kính mẹ cha, sống theo giáo huấn để mà tu thân. Anh chị em như tay chân, tương tư tương trợ, tương thân tận tình. Yêu thương nội ngoại gia đình, đồng bào tổ quốc của mình thương yêu. Đó là một đoạn thơ trong bài thơ Đạo Làm Con, trích từ cuốn sách Cẩm Nang Cho Mọi Nhà. Cuốn sách mà hôm nay em muốn giới thiệu đến cho tất cả mọi người. Chúng ta vẫn nghe nói rằng ôm con mẹ đếm sát trời, đếm hoài không hết một đời long đong. Hay cha thương con bằng giọt mặn mồ hôi. Ấy thế mà trên mạng xã hội từng lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh con dâu và con trai hành hạ, mắng chửi cha mẹ già. Vấn nạn trong gia đình rất cần được cải thiện. Việc làm cấp bách lúc này là cần hướng dẫn, giáo dục cho các thành viên từ bé đến lớn trong gia đình về những chuẩn mực đạo đức, những lối cư xử lành mạnh. Đến với tập 2 của cuốn sách Đạo Làm Con, chúng ta sẽ biết mình phải làm như thế nào. Đây là một cuốn sách do Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn Gia đình Việt Nam phát hành năm 1996. Cuốn sách nói về việc giáo dục trẻ em, tài và đức phải song song, nhưng đức phải là gốc. Cuốn sách gồm 150 trang được chia thành 2 phần. Với phần 1 là phần chính, nói về đạo làm con. Làm con phải chăm chỉ học hành, không có học vấn sẽ không thể thành người. Chúng ta học ở trường từ thầy cô, bạn bè, học ở nhà và ôn tập lại. Học từ những người có kinh nghiệm hiểu biết và đặc biệt phải học ngoại ngữ. Câu chuyện về tấm gương hiếu học của cậu bé Thừa Cung trong cuốn sách thật ý nghĩa. Đó là một tấm gương để ta noi theo. Làm con phải tu dưỡng đạo đức, rèn luyện cho mình có ý chí, phải biết giúp đỡ ông bà cha mẹ, phải bồi dưỡng trí tuệ và giữ gìn chữ tín trong mọi hoàn cảnh. Khi gặp việc khó khăn, cần có lòng dũng cảm để vượt qua. Phải có lòng biết ơn những người trong gia đình đã nuôi nấng mình, biết ơn thầy cô đã dạy dỗ, biết ơn tổ tiên, những vị anh hùng đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc để ta có được cuộc sống bình yên như ngày hôm nay. Phải biết kính trọng người trên, lễ phép, biết cảm ơn và biết xin lỗi. Phải giữ tình cảm với anh chị em, họ hàng, bạn bè, anh em trong một nhà phải hòa thuận, nhường nhịn, giúp đỡ nhau trong mọi hoàn cảnh. Với họ hàng cũng cần tôn trọng, với bạn bè cũng vậy, phải kết bạn, phải giúp đỡ nhau nhưng cần biết chọn bạn mà trời. Phải có hoài bão, ước mơ để phấn đấu, cần trung thực, tránh xa những thói hư tật xấu như cờ bạc, trộm cắp. Không phải của mình thì không được lấy, nhận được của rơi phải trả lại cho người đánh mất. Còn phần 2 là phần tổng hợp lại, gồm những bài thơ, những câu ca dao tục ngữ, có phần cảm nghĩ, lời bàn của những nhà báo hay người làm giáo dục về đạo làm con, về tầm quan trọng của gia đình trong giáo dục trẻ em. Bản thân em sau khi đọc cuốn sách Cẩm Nang Cho Mọi Nhà đã có rất nhiều suy nghĩ. Những cuốn sách Cẩm Nang luôn là vậy, dạy cho ta những bài học quý giá trong hành trang cuộc đời, đem đến cho ta những câu chuyện hay và ý nghĩa. Đạo làm con không phải quá khó để thực hiện, đó là nghĩa vụ của mỗi người trong cuộc đời.
Trái tim của cha mẹ luôn là vực sâu muôn trượng mà sâu tận dưới đáy, bạn luôn tìm thấy sự bình yên và lòng vị tha. Vậy thì tại sao lại không thực hiện tốt bổn phận làm con để cha mẹ vui lòng? Câu chuyện phát sinh ngày 1 tháng 4 vừa qua. Một cậu học sinh lớp 11 lúc nửa đêm lao ra khỏi ban công chung cư trước mắt người cha để kết thúc cuộc sống bởi cảm thấy áp lực và mệt mỏi. Em không bàn đến đúng hay sai, nhưng là một người con, bạn đã từng cố gắng hiểu cho bố mẹ rằng bố mẹ lúc nào cũng mong con mình khôn lớn thành tài, sẽ không ai yêu thương, che chở cho bạn cẩn thận bằng bố mẹ. Bố mẹ dậy từ rất sớm, chuẩn bị từ chiếc bánh mì đến cốc sữa để bạn được ăn no rồi kịp đến trường. Bố mẹ phải làm việc rất vất vả, phải chất chiêu từng đồng để lấy tiền trang trải cuộc sống, chăm lo cho bạn. Bạn gặp áp lực một phần thì bố mẹ gặp áp lực nhiều phần. Vậy nên đừng than vãn, đừng oán trách, hãy luôn tự phấn đấu, nỗ lực để trở thành một người con hiếu thảo với cha mẹ và có ích cho xã hội. Đó là cách tốt nhất để đền đáp công ơn của cha mẹ và sự chỉ bảo của thầy cô. Vậy là vừa rồi em đã giới thiệu tới mọi người cuốn sách Đạo làm con, cẩm nang cho mọi nhà. Hy vọng rằng khi đọc xong cuốn sách này, chúng ta sẽ tìm được cho mình nhiều điều hữu ích, sẽ làm thay đổi suy nghĩ và cuộc sống của mỗi chúng ta. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.